Xin chào các bạn. Mình Hồng Nguyên đây. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn bằng video là hướng dẫn các bạn với âm nguyên âm dài U vào sao. U, các bạn biết rồi, nó rất là dài ha. U, chu cái miệng ra như thế này. Cái hình ảnh cái vòng họng của mình là U mở miệng ra và U nó cái chữ U dài như thế này. Nó là một cái nguyên âm dài, a long vowel sound, make a lip into a circle. Và là cái mỏ, và cái môi của mình, làm cái môi của mình nó ở trong cái vòng miệng của mình. U, cái môi của mình nó ấy lại, nối nó lại thành hình tròn, làm cho nó trở thành hình tròn U, hình tròn và nhỏ và cái U. Và đặt cái lưỡi của mình ở phía trên và đẩy về phía sau. U, ở phía trên một chút xíu. U, và ở phía dưới và phía sau một chút. U, cái lên trên, các bạn để ý nè, lên trên và cái lưỡi mình nó ra sau chút. U, và chúng ta đọc là U, nó dài hơn chữ U ngắn nha các bạn. Ví dụ U, thu, U, foot, U, soon, U, root, U, float. Mình nói lại U, thu, cũng U, foot, thức ăn, U, soon, U, root, U, float, sáo. U recruit. U recruit là tuyển dụng. U lunar, remove, bỏ, gỡ bỏ. Bamboo, cây trúc. Music, music nè, xét các ví dụ sau trong câu nha các bạn. Are you doing anything on Tuesday? Are you doing anything on Tuesday? Bạn đang làm gì vào ngày thứ ba? You must chew your food. You, y dài nha, là u dài các bạn nha. Du 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 là cũng được. You must chew your food. Your cũng là u dài, các bạn để ý kiểm soát được. You must chew your food. Bạn nên nhai đồ ăn đi. He proved he knew the truth. Anh ấy chứng tỏ rằng anh ấy biết sự thật. He proved he knew the truth. The group flew to New York in June. The group flew to New York in June. Nhóm bay tới New York vào tháng 5. The group, u dài, flew, u dài, to, u dài. Mặc dù mình nói không nhấn vào chữ to đâu. Flew to New York, dài, June. The crew flew to New York in June. Ví dụ you, bạn. You to, you through, you blue, you look, you full, you pull, you food, you glue, you choose, u hope. Mình nói lại nè. U you, bạn. U to, cũng. U true, giày. U blue, màu xanh. U look, u full, u pull, u food, u glue, u choose, u hope. Tiếp nè các bạn. U could, u to, u who, u whose, u true, u true, choose, u brew, u issue, e chew, u cruise, u root. Để ý nè. U coot, chim, xăm cầm. U to, số 2. U who, u whose, của ai. U true, đúng. U su, kiện. U chew, nhai. U brew, u chew, tránh làm, kiên cự. Is chew, tránh làm. Cruise, đi chơi biển. Route, tuyến đường. Nhận biết các nguyên âm được phát âm là u dài các bạn. Identify the vowels which are pronounced u. Chữ o thường được phát âm là u trong một vài từ thông dụng có tận cùng bằng o hay o với phụ âm. Ví dụ này, u do, làm. U move, u lose, đánh mất. U prove, chứng minh. U tum, u tum, mồ. U remove, bỏ đi, làm mất.
chữ U còn được phát âm là U. Ví dụ U blue, màu xanh lam. U brute, con vật, người thô bạo. U flute, ống sáo. U brutal, thô bạo, dã man. U luna. U salute, sự chào mừng. U lunacy, mình nói lại nè. U lunacy, sự điên rồ. U lunatic, lunatic, người điên rồ. Mình nói lại nè. U lunatic. U lubricant. U lubricant. U lubricant. Hai chữ O được phát âm là U trong những trường hợp sau. Chính các bạn đừng có nhầm lẫn với phát âm U ngắn nhé. Ví dụ U cool, mát mẻ. U food, đồ ăn thực phẩm. U to, cũng. U pool, bể bơi. U goose, con ngỗng. U spoon, cái thìa. U tool, đồ dùng. U tooth, cái răng. U truth, sự thật. Tiếp theo nè. U booty, người đần độn khờ khạo. U booty, chiến lợi phẩm. Bamboo, cây tre. Bahu, khóc hu hu. Cuckoo, con chim cu. Guli, bóng dội ngược. Jumze, jumze, ngày tận thế. À sorry, jum, không có chữ giờ đâu các bạn. Jumze, các bạn. Jumze, ngày tận thế. Rồi chữ O, chữ U. O, U được phát âm là U trong một số trường hợp sau. Croup, bệnh đau cổ họng. U croup, bệnh đau cổ họng. U group, nhóm đoàn. U troop, gánh hát. U duch, vòi sen. Duch, vòi sen. U wounded, wounded là bị thương. Croupier, croupier, ngồi, người, người cứ ngồi ở sòng bạc á, người hồ lì, người hồ lì ở sòng bạc á. Croupier. Tiếp theo này các bạn, chữ UI được phát âm là U trong một số trường hợp sau nữa nha. U bruise, vết thương, vết bầm tím da. U fruit, tin đồn, tiếng đồn. U fruit, trái cây. U juice, chờ nặng các bạn nha. Juice, nước cốt trái cây. U cruise, cuộc đi chơi trên biển. U cruise, tuần dương hạm, tức là con tàu thủy kiểu lớn á. Cruise, cruise, u cruise, mộ binh, tuyển lính là gì? Recruit, recruit, mộ binh tuyển lính, recruit. Ngoại lệ nè, chúng ta có một số ngoại lệ như là u flute, chất lỏng ngoại lệ. U flute, flute, flute. U ruin, sự đổ nát, vết đổ nát. Rồi thế nhất các bạn, mình tập lại những cái này cho cơ miệng mình nó dẻo đi và mình quen với những chữ này để mình phát âm không sai, mình nối vào câu á thì nó rõ ràng và thế là mình đọc tốt thôi các bạn nhé.